công ty trò chơi Đằng Đạt tạo ra hai tựa trò chơi Sa Lộ Sa Mạc Cô Độc và Quỷ Tướng, thế mà lại có thể ở thần hoa hào cảnh ư? Làm kế hoạch cho công ty trò chơi Thương Dương Hoàng Tư Bác lương tháng 1.500 tệ. Đinh đông. Mở cửa. Trưởng phòng kế hoạch cho công ty trò chơi Thương Dương Lão Lưu lương tháng 7.000 tệ. Lão Lưu, sao ông ta lại ở đây? Anh Lưu, yêu cầu của nơi này rất cao, cậu không có cửa đâu. Có thời gian chạy đi phỏng vấn cơ à? Xem ra lượng công việc vẫn chưa đủ. Khi về, cậu phải điều chỉnh lại bản số liệu một lần nữa. Không phải chứ? Không ngờ Lão Lưu cũng tới đây phỏng vấn. Chẳng lẽ lão cũng phỏng vấn vào Đằng Đạt ư? Đinh đòn. Nhìn vẻ mặt của Lão Lưu chắc là không qua rồi. Đến lão mà còn trượt thì e là mình cũng không có hy vọng gì. Về công ty là chắc lão sẽ gây khó dễ cho mình. Chào anh, xin hỏi anh tới phỏng vấn à? À vâng, tôi tới để phỏng vấn. Tôi tên là Hoàng Tư Bác. Đứng ở quầy lễ tân là một cặp chị em sinh đôi đẹp như hoa ư? Anh chờ một chút, tôi sẽ thông báo cho người phỏng vấn ngay. Mời anh đi theo tôi. Cộc cộc cộc, Bùi tổng, vào đi. Hoàng Tư Bác đúng không? Mời ngồi. Tôi là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn mạng lưới kỹ thuật Đằng Đạt, Bùi Khiêm. Chào Bùi tổng. Đừng quá câu nệ, cứ thoải mái nói chuyện phiếm đi. Nào, chúng ta uống trà nhé. Cảm ơn anh. Thuần bạc ư? Vị Bùi tổng này thực sự coi tiền như rác à? Giới thiệu qua về lý lịch công việc của cậu đi. Hiện tại tôi đang làm cho công ty trò chơi Thương Dương. Bùi tổng cười gì vậy? Cười nhạo mình không biết tự lượng sức. Trình độ cỡ này cũng dám đến đây phỏng vấn sao? Đối với người mới vào nghề chưa được bao lâu như mình, làm vậy quả thực hơi trèo cao. Rất tốt. Hả hả? Điều kiện của cậu cực kỳ phù hợp với yêu cầu của công ty chúng tôi. Xin hỏi khi nào thì cậu có thể đi làm? Hả, cái đó ngày kia thì sao? Rất tốt. Vậy ngày kia cậu nhớ mang thủ tục nghỉ việc cũ tới, rồi ký hợp đồng lao động chính thức nhé. Về vấn đề lương bổng đãi ngộ, cậu có ý kiến gì không? 2.000 một tháng, anh thấy sao? Mình có nửa năm kinh nghiệm làm việc, nhảy việc một lần này thêm 400 tệ cũng không quá đáng đâu nhỉ? Sao thế? Mình đòi nhiều quá à? Cùng lắm thì tiền lương bằng mức lương trước kia là được. Cậu thuê nhà trọ ở Kinh Châu, mỗi tháng 1.000 tệ, không quá đáng chứ? Hả? Tiền ăn bình thường và đãi khách mỗi tháng 800 tệ, không quá đáng chứ? Một tháng cũng phải mua 2-3 bộ quần áo mới, 300 tệ, không quá đáng chứ? Điện, điện, ga, chi tiêu hàng ngày, thêm 200 tệ nữa, cũng không quá đáng đi. Nếu ngày lễ, ngày Tết phải mua son môi, mỹ phẩm cho bạn gái, một tháng ít nhất cũng không dưới 300 tệ. Thêm 100 tệ chi phí đi lại, mỗi tháng chắc tiền tiết kiệm chưa tới 500 tệ nhỉ? Chúng tôi hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước, đóng đủ 5 khoản bảo hiểm vào một quỹ nhà ở. Vậy mức lương chưa tính thuế của cậu ít nhất phải là 3.500 tệ thì mới có thể đảm bảo sinh hoạt cơ bản. Hơn nữa, công ty chúng tôi xin hứa nhất định sẽ cung